Cái lúa đó là từ hướng Thới Lai đi ra nha các bạn. Mấy cái lúa đó là lấy lúa trong thị đội kinh ngang Bà Đầm được không các bạn. Thời gian này là trong đó đang làm lúa gỗ nha các bạn. Bên kia là cầu Thái Lai, cái cầu Ô Môn, xin lỗi các bạn, Ô Môn mà xe chạy không ngớt luôn các bạn. Đây chiếc ghe chở lúa đang lúa mũi ra các bạn. Chiếc ghe này ghe cây các bạn, ghe cây chạy máy trong mà chạy nước xuôi rất là nhẹ máy luôn các bạn. Lúa dạng ngính luôn các bạn ơi, lúa vụ hè thu năm nay là trúng nắng luôn các bạn. Trúng nắng rồi trúng giá luôn các bạn. Trúng mùa luôn. Bà con năm nay làm lúa phấn khởi lắm các bạn ơi. Đây còn đây ghe này là vô kinh lấy lúa đó các bạn. Xà lan cát đang chạy vô nha các bạn, xà lan cát công trình nữa đó các bạn, xà lan cát công trình lộ cao tốc Bắc Nam các bạn ạ. Xà lan này cũng 700-800 tấn gì nghe các bạn, xà lan là lớn lắm luôn. Nhưng mà nó chở vừa tải các bạn, chở không có cẩm như mấy chiếc kia. Mấy chiếc kia chở cẩm ghê lắm, chiếc này nó chở không cẩm hơn. Chứ này cả ngàn luôn các bạn ơi, cả ngàn tấn luôn chứ không phải là 500-700 đâu, dữ lắm chiếc xà lan này luôn. Xà lan này lớn mà chở cá ít các bạn, chở nổ khiêu. Sẽ nổ hơn mấy chiếc kia luôn. Xà lan này cả ngàn tấn trở lên nha các bạn. Giữ lóm chiếc xà lan luôn nha. Ghê luôn không? Thấy gì mà nó chạy mau ghê luôn các bạn. Mới đây qua khỏi cầu tới cái cua đằng Gạch Nhung nữa các bạn. Ở xa thấy chậm chậm nhưng mà chạy mau thì các bạn, chạy quá nhanh.
Chiếc ghe sát này cũng đi lấy hàng rồi đó các bạn. Chắc là lấy lúa thôi chứ không, không có gì ngoài gã lúa các bạn. Mấy chiếc ghe lấy lưới cái này là thường là lấy lúa các bạn, vô kinh lấy lúa. Ở sau chiếc ghe này cũng có chiếc xà lan chở cát này các bạn. Các bạn đó, chiếc xà lan chở cát. Ở xa nhìn vị trí là gần là 5-700 tấn không nghe các bạn. Bên chiếc xe lan chở cát nó có chiếc xe cuốc các bạn. Cuốc nó đang chạy theo luôn chiếc xe lan cát. Các bạn nhìn ở xa nhìn vậy nghe, thế là gần là 500 tấn trở lên, gần không dưới 500 tấn. Lúc nãy có chiếc kia mình tưởng là 5-6 tấn nhưng mà lại gần là khoảng cả ngàn luôn đó các bạn. Ghê chiếc nãy luôn. Chiếc này cẩm hơn chiếc nãy nha các bạn. Chiếc này chiếc mới chạy ngang rồi nổi, nó phiêu à. Còn chiếc này quá cẩm luôn. Cái này nó vừa tới đây gió. Đó, ở xa nãy nó nhìn nhỏ lại gần các bạn nhìn ghê luôn chưa. 7-800 tấn luôn chứ không có dứt luôn nữa. Khiếp luôn à. Hết biết chiếc xe lan này 700 các bạn. Chiếc cua ve nó đang đậu bến rồi các bạn. Sáng nó đậu rồi đó các bạn. Hồi nãy đi chạy đâu dưới rồi nó mới trở lại đó các bạn. Là nó đang chua cầu ông ông nha các bạn. Chiếc ghe này không biết nó chuyên chở về cái gì mà nó đẹp hết sức đẹp các bạn ơi. Cái này không biết ghe hay là vỏ hay là xà lan gì, biết cái này cái nhìn không giống chiếc nào luôn các bạn. Đẹp, hết sức đẹp luôn. Nó sẽ làm cát nó chạy tốt trước luôn các bạn. Qua cầu khỏi cầu mô luôn.